nhưng con thấy có quá nhiều người thậm chí chính con theo một thầy được một thời gian rồi lại đổi thầy khác rồi được một thời gian rồi lại đổi thầy khác nữa mà công phu tu tập không phát triển bao nhiêu xin sư chúng cho chúng con lời khuyên trong các trường hợp này ờ, bây giờ thì um, lẽ ra nếu mà nói cho đúng á uh, nếu mà nói cho đúng á uh, thì uh, chúng ta nên duy trì theo một thầy cố định tại vì um, cái lý giải của vị này trong cái pháp hành á có khi nó sẽ không có giống với vị khác đương nhiên là đây ở đây sư nói là không có chật á trong trường hợp dạy đều đúng á. thì cách lý giải và thực hành của vị này có khi nó không giống vị khác à, và khi mà mình không có uh, cố định theo một thầy á, thì cái phương pháp hành của mình á nó rất là khó tiến triển. Uh, hơn nữa sư muốn hỏi với quý vị đó quý vị muốn nói tiến triển là tiến triển như thế nào đối với hàng cư sĩ uh, và đối với những cái vị mà tu thực hành tứ niệm xứ thì mục đích tối hậu á, là để chấm dứt sanh tử để giải thoát giác ngộ thì cho nên là cái uh, cái chuyện là mình không thể nào mình xác định được ha, mình xác định được là mình uh, tiến bộ bao nhiêu và cũng không có cần phải mong cầu là mình có tiến bộ bao nhiêu cứ việc thực hành là được rồi uh, tuy nhiên như thế này ở trong kinh tạng đức phật có đưa ra một cái ví dụ đó giống như là một cái người thợ mà người này cầm cái cây búa đó để mà chặt cây thì khi mà vị này nhìn vào cây búa thì cái người thợ đó không thể biết được không thể biết được là ngày hôm nay cây búa nó sẽ mòn chừng này ngày mai cây búa nó sẽ mòn chừng này trong tháng vừa qua cây búa nó sẽ mòn chừng này người thợ không biết được chuyện đó. Nhưng mà người thợ có thể biết được đó là gì? Cái việc mà mình cầm cái búa đó cái tay cầm cái búa đó cái cán búa đó nó có hào mòn là được rồi ừ, là được rồi nghĩa là sao cái việc mà chúng ta hành thiền á uh, chúng ta thật sự mà nói chúng ta không thể nào biết được uh, là phiền não uh, ngày hôm nay mình đã diệt trừ được chừng này uh, tháng rồi phiền não đã diệt trừ được chừng này thì mình không thể biết được không thể biết chính xác được nhưng chỉ cần mình biết như thế này là do cái việc nỗ lực hành thiền thiền não có được diệt trừ như vậy là được rồi như vậy là được rồi hơn nữa đó uhm, nếu như mà các cái vị thầy hướng dẫn mà hướng dẫn đúng theo pháp thì thật sự mà nói nó cũng không có khác nhiều đâu các cái phương pháp nó cũng tương tự với nhau thôi nó không có khác nhiều đâu nếu như vì đó hướng dẫn đúng pháp chỉ kẹt là sợ quý vị gặp những cái vị thầy mà khoái chế tức là vì này nghĩ một cái phương pháp này chế biến ra một cái phương pháp mới lạ nào đó rồi một bên dám dạy một bên dám học rồi mình học theo một cái phương pháp chế biến mới mẻ đó rồi mình đi qua gặp thầy khác là ông thầy khác ông cũng chế biến cũng khoái cái kiểu khoái biến tấu cũng là một bên dám dạy một bên dám học đấy rồi mình lúc đó mình mới mơ màng thôi chứ còn nếu như nếu như dạy các cái pháp hành từ thiền chỉ cho đến thiền quán ừ. nếu như mà hướng dẫn đúng đắn thì nó đều sẽ có những cái điểm tương đồng ừ.